Xin chào các anh chị. Video hôm nay Tiền sẽ hướng dẫn các anh chị cách lắp rèm sáu gỗ. Để lắp ráp, các anh chị kiểm tra lại cái bộ rèm sáu gỗ. Các anh chị đo lại kích thước của mình và cái trục bát này nè các anh chị. Các anh chị lưu ý, trục bát này nó sẽ gắn lên cái hộp máng trên đây. Do cái bộ màng sáu gỗ mới của mình á, nó là một hệ chuỗi vòng và nó có cái bộ trợ lực này các anh chị, mình kéo rất là nhẹ. Do đó khi các mình lắp ra cái bát treo lên á, thì các anh chị lưu ý là mình né những cái hò cái trục cuốn trong đây. Thì né như thế này các anh chị có thể đo mình canh, mình có thể lắp những cái chỗ mà mình còn trống đó các anh chị. Trường hợp thì để vậy các anh chị dễ hiểu, nhưng mà các anh chị có thể để ngang như vậy nè, các anh chị lưu ý nè, các anh chị để ngang, các anh chị nhìn những cái dây than nè, dây điều chỉnh, thì đó là cái hệ trục mà mình né ra, mình tránh ra, mình lắp cách nó ra một chút. Thì đầu tiên thì sẽ đo, mình canh sao đừng có lắp vô đây là các anh chị kéo, thứ nhất nó sẽ bị kẹt dây, thứ hai là rất là nhanh hư các anh chị. Để lắp cái mô hình này á, thì Tuyền không cần những cái máy khoan này nữa mà Tuyền sẽ dùng cái tu vít để các anh chị dễ hình dung ra. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm những cái bát nè và những con ốc vít này, chúng ta lắp lên khoảng cách là 10 cm. Thì nãy Tuyền đo rồi, Tuyền sẽ lấy ra khoảng cách 10 cm. Tuyền hình dung đây là một cái khung cửa các anh chị, 10 cm. Thì Tuyền sẽ đánh dấu ở đây, đánh dấu nhẹ ở đây và chúng ta sẽ bắt bát. Các anh chị xem Tuyền lắp bát nè, thì sử dụng một con vít này vặn bằng tay nha các anh chị. Là do cái này mô hình, nhưng mà nếu mà các anh chị khoan lên tường bê tông thì các anh chị dùng máy khoan bê tông. Chúng ta canh làm sao cho nó thẳng và chúng ta vặn. Lắp hai con nha các anh chị, để cho an toàn chúng ta lắp hai con. Gia đình mình sử dụng mình cần phải lắp chắc chắn. Các anh chị lưu ý, cái này là Tuyền đang là hướng dẫn cho anh em thợ, do đó Tuyền cũng hướng dẫn luôn, quay video cho anh em xem. Thì quy tắc của một người thợ là lắp làm sao phải đầu tiên là an toàn chắc chắn, thứ hai là phải chuẩn. Cái bát đầu tiên Tuyền đã lắp xong rồi, cái bát thứ hai chúng ta xoay cái bát này ra để nó né cái lỗ bắt vít của mình nè các anh chị. Đây là Tuyền vặn bằng tay. Nếu các anh chị có máy bắn vít á, các anh chị bắn một cái là, tức là anh chị nhấn máy khoan á một cái là nó xong rồi. Nhưng mà do Tuyền làm là Tuyền làm cho các anh chị nào mà ở nhà luôn, mình có cái tu vít mình cứ vặn tay. Thì ta lắp bát xong rồi, để mình cái bát này là một cái ngàm, mình khi mình kéo chỉnh qua thì nó sẽ thẳng, chúng ta sẽ để một nghiêng một bên. Sau đó chúng ta cầm bộ sáu gỗ nè, chúng ta đưa vào nè các anh chị, mình sẽ để thẳng như đúng không, mình có cái ngàm mà mình xoay vậy là xong rồi các anh chị, vậy là xong rồi đó. Cái bên này cũng vậy, mình xoay chỉnh ngàm vậy các anh chị nhìn nè, chúng ta xoay nhẹ nhàng. Chúng ta chỉnh cái bát thẳng, chỉnh nhẹ nhàng nè các anh chị. Xong, rồi chúng ta nhấn luôn, nó chắc rồi. Vậy là rất là chắc chắn các anh chị. Thì cơ bản là chúng ta đã lắp xong cái bộ rèm sáu gỗ. Có nhiều anh chị đặt câu hỏi là cái thanh này để làm gì, thì cái thanh này để che gì. Rồi mình che cái hộp đi, nó rất là đẹp. Cái này là cái nó có cái ngàm á, dài á, là mình đặt lên mình đẩy xuống là xong. Tiền sẽ làm cho các anh chị xem nè. Tiền nè, đưa lên. Các anh chị nó hơi nặng tay một chút nên các anh chị đẩy lên xong. Đây còn một cái nữa thì sẽ đẩy qua cho anh chị, các anh chị xem nha. Thì sẽ đẩy. Nhấn vô. Khi mà bắt cái nẹp nhựa lên thì để mình gắn cái phào này vô, cái này gọi là cái phào. Mình gắn thì mình cũng quy tắc là mình đặt lên các anh chị, canh cho đều, sau đó mình nhấn vô là xong. Cái này mình nhấn vô. Đó mình chỉnh lại. Như vậy là đã lắp xong. Thì đây là một cái mô hình mà Tiền lấy để Tiền hướng dẫn để các anh chị dễ hiểu hơn. Rồi vận hành như thế nào thì nó là một dây chuỗi vòng, đây là mẫu mới các anh chị. Chúng ta chỉ cần một sợi dây, chúng ta kéo lên kéo xuống hoài là nó đã chạy rồi các anh chị. Đó. Nó rất là đơn giản. Mình kéo lên thì mình đội ngược dây qua, mình kéo lên thôi. Bộ trục này các anh chị xem là nó là một cái hệ trục có cái trợ lực trong đây, các anh chị kéo rất là nhẹ. Thì bộ dây này chúng tôi đang là cải tiến để dành cho những cái bộ rèm sáu gỗ lớn á. Những cái bộ lớn thì các anh chị cần kéo nhẹ, nếu mà mình kéo truyền thống rất là nặng. Thì gia đình mình có người lớn tuổi hay là trẻ em á, thì chúng ta nên chọn cái loại dây mà một dây kéo.
thì nó rất là nhẹ các anh chị. Kéo lên kéo xuống bằng một sợi dây, và chúng ta điều chỉnh xoay lá cũng vậy, chúng ta cũng kéo từ từ xoay lá các anh chị, thấy không? Xoay ngờ che, chúng ta có thể xoay ngược lại từ từ, chỉnh theo ánh sáng mà mình mong muốn, rất là hay. Cái bộ rèm sáo gỗ này đó, nó rất được ưa chuộng cho trên thị trường, tại vì công năng của nó là thứ nhất là những cái này là lá gỗ tự nhiên, nó rất là thân thiện với môi trường, cản sáng, chống tia UV rất là tốt các anh chị. Cái thứ hai là chúng ta điều chỉnh xoay ánh sáng, thì cái lá chúng ta xoay 180 độ lật xuống và 180 độ lật lên. Các anh chị cần thông tin nào, những câu hỏi nào các anh chị có thể comment, chúng tôi sẽ trả lời sớm cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Tôi là Ngọc Tuyền đến từ Titeco Việt Nam. Xin chào.